Mua màn hình máy tính giá rẻ nhất đến smartnew.vn. Mua Android TV Box Magic C giá siêu rẻ đến smartnew.vn. Chào mừng các bạn quay trở lại với tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của Dương Dê. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Hoa Xương Rồng, bạn hỏi là chú nghĩ sao về Realme Q mở ngoặc Realme 5 Pro về mọi mặt, thiết kế, chất liệu, hiệu năng, dung lượng pin, camera, màn hình, và chú thấy nếu giá nó dưới 5 triệu thì nó đáng mua không? Một câu hỏi rất hay. Mình đã có dịp được cầm cái con Realme 5 Pro trên tay rồi, mình đánh giá như này. Đầu tiên là về mặt thiết kế thì cái thiết kế của cái Realme 5 Pro về những đường cắt ở phía sau mình nhìn tương đối ấn tượng. Tất nhiên là mỗi một sản phẩm thì nó đều có một cách thiết kế mặt lưng khác nhau. Tuy nhiên là cái chất liệu của nó lại chỉ bằng nhựa mà thôi. Cả khung viền cũng như là phần mặt lưng ở phía sau nó là nhựa thì nó hơi đáng tiếc một chút. Đấy, tuy nhiên là riêng những cái hãng mà thiết kế mặt lưng bằng nhựa thì mình đánh giá là Oppo là thiết kế tốt nhất. Realme thì cũng là thương hiệu con của Oppo thôi. Họ thiết kế những cái mảng màu, phối màu rồi những đường cắt các thứ họ làm rất là đẹp và rất là chỉn chu. Đấy, nên là mặc dù là nhựa nhưng mà về thiết kế là mình thấy ổn. Về pin thì Realme 5 Pro vẫn giữ được một viên pin khá trâu giống như là Realme 3 Pro, đó là 4035 mAh, và nếu mà so sánh sang với cả con Realme X thì thậm chí là pin của Realme 5 Pro nó còn trâu hơn là Realme X. Realme X mình nhớ không lầm nó rơi khoảng 3700. Đó. Tiếp theo nữa nào, về mặt camera thì sao? Về mặt camera thì mình đánh giá là cái camera của Realme 5 Pro nó có cải tiến. Đấy, nó sẽ có bộ 3 camera phía sau. Đấy, một camera chính này, một camera góc siêu rộng, một camera hỗ trợ chụp ảnh chuẩn 6x và một camera chụp ảnh siêu macro. Đấy thì gọi là nó sẽ đa dụng hơn thôi. Và nếu mà mình so sánh sang nó với cả camera của Realme X ý, thì nếu mà xét trên camera chính, camera góc rộng với cả camera xóa phông ấy, thì là nó rất là giống với cả Realme X. Đấy, còn nếu mà so sánh sang với cả Realme 3 Pro hay là Realme X Lite thì nó sẽ nhỉnh hơn một tí. Đấy, nhưng mà được cái là nó sẽ đa dụng hơn với việc camera macro để cho chúng ta có thể nghịch ngợm vui vẻ thôi. Về màn hình thì mình đánh giá là cái màn hình của Realme 5 Pro là một cái màn hình mình đánh giá là mức độ bình thường thôi. Đấy, màn hình cũng chỉ là màn hình IPS. Màn hình IPS thì được cái là lúc mà chúng ta xem ảnh những thứ thì nó cũng sẽ rất là thật, và viền của nó thì là viền tương đối mỏng. Đấy, hơi đáng tiếc là chính vì nó là màn hình IPS nên là thành ra nó sẽ không có cái cảm biến vân tay ở bên trong màn hình. Đấy, và cái kính cường lực được trang bị ở trên cái Realme 5 Pro này thì nó cũng chỉ là kính cường lực Gorilla Glass 3 thôi. Hơi đáng tiếc một tí chứ nó không phải là Gorilla Glass 5. Đấy, này trong quá trình sử dụng thì chúng ta cũng phải lưu ý cái điểm đó, nó sẽ chống xước kém hơn cũng như là nó sẽ chống va đập nó sẽ kém hơn so với kính cường lực Gorilla Glass 5. Đấy, ở đây thì bạn không nói về mặt hiệu năng ấy, nhưng mà mình thấy là với con chip Snapdragon 712 thì cái hiệu năng của nó cũng được cải tiến hơn một chút rồi. Cải tiến hơn khoảng 10-15% so với Snapdragon 710. Và với mức giá là khoảng dưới 5 triệu thì đây sẽ là một trong những sự lựa chọn đáng để cân nhắc thôi. Chứ còn nếu mà trong cái tầm giá dưới 5 triệu bây giờ mình còn nhiều những sự lựa chọn khác. Đấy, ví dụ như là máu đô xa mình sẽ cố lên một tí đi để mình đã có thể lựa chọn được Redmi K20 rồi, và nó hơn tất so với sản phẩm này. Đấy, hoặc là nếu mà lựa chọn những sản phẩm hàng cũ ấy, thì thậm chí bây giờ mình có thể tiết kiệm rất nhiều tiền. Mình có thể mua được con LG G7 cũng ngon hơn khá nhiều so với Realme 5 Pro, hoặc là mình có thể mua được con XZ Premium 2 SIM đang là bán tại Clickbuy, mức giá cũng rất là hấp dẫn. Đấy, thì đấy là những cái sự lựa chọn của mình. Còn mình thấy là con này là ổn, đáng để cân nhắc. Đấy, nhưng mà cũng không phải là đáng mua nhất đâu. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Thọ Đẹp Trai, bạn hỏi là anh ơi, so sánh giữa Realme Q với Realme X Lite về tất cả các tiêu chí thì nên lựa chọn con nào, em cảm ơn. Đầu tiên là về mặt thiết kế, đẹp hay xấu tùy thuộc mắt mỗi người nhé. Về màn hình thì Realme 5 Pro với cả màn hình của Realme X Lite là tương đối là giống nhau. Đó, về mặt hiệu năng thì Realme 5 Pro sẽ nhỉnh hơn Realme X Lite một chút, nó sẽ nhỉnh hơn khoảng 10-15% bởi vì nó chạy chip 712, con kia là chạy chip 710 thôi. Về mặt camera thì Realme 5 Pro sẽ tốt hơn, đấy, camera đa dụng hơn. Về mặt thời lượng sử dụng pin, hai sản phẩm này đều xem với nhau, đều có hỗ trợ sạc nhanh VOC 3.0 20W. Đấy, nên là những cái sự khác biệt giữa hai sản phẩm này chủ yếu đến từ camera và đến từ hiệu năng. Đấy, thì bạn sẽ xem là với cái mức giá chênh lệch khoảng 1 triệu giữa hai sản phẩm này thì chúng ta sẽ lựa chọn sản phẩm nào nó sẽ hợp lý hơn. Với cá nhân mình thì mình thấy là giá của Realme Live bây giờ đang quá ngon tại Clickbuy rồi, giá chỉ loanh quanh tầm khoảng 3.6-3.7 gì đó, thì đó là một mức giá mình nghĩ là rất là hấp dẫn đấy. Đấy, mình sẽ lựa chọn Realme Live cho tiết kiệm tiền hơn. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo bạn Trần Việt, bạn hỏi là chào anh, em đang có khoảng 25 triệu đang tính mua một combo điện thoại gồm một iOS, một Android và một đồng hồ. Em đang cần hiệu năng cực tốt, màn hình đẹp, camera đẹp không cần góc rộng, quay phim đẹp, pin từ 3000. Em đang phân vân giữa hai combo. Thứ nhất đó là iPhone 10s Max Lock cộng với cả K20 Pro cộng với Mi Band 4. Thứ hai là AUZi Phone 2 cộng với cả iPhone 8 quốc tế cộng với Mi Band 4. Hay là có combo nào tối ưu được hay không? Mang tư vấn cho được lên sóng. Em comment phải đến chục lần rồi. Đây, bây giờ thì bạn đã được lên sóng rồi đấy. Với các yêu cầu này của bạn ấy thì mình thấy là như này. Nếu bạn mua iPhone XS Max Lock thì đây là sản phẩm điện thoại iPhone tốt nhất ở trong cái tầm giá combo mà bạn có thể lựa chọn được. Tất nhiên là ta cũng sẽ có những sự lựa chọn khác, ví dụ như là iPhone 11 chẳng hạn, nhưng mà chúng ta phải chờ đợi. Với cả có một số điểm iPhone 11 chưa chắc đã bằng iPhone XS Max Lock đâu, ví dụ như là màn hình chẳng hạn. Đấy. Thì bây giờ là iPhone XS Max Lock là sự lựa chọn hợp lý nhất rồi và cũng là kinh tế nhất. Thế còn xét trên tham chiếu đó là K20 Pro thì sao? Đây là sản phẩm giá rẻ nhất rồi, chỉ còn 7 triệu thôi. Giá rẻ nhất có thể mà bạn có thể mua được một chiếc điện thoại chạy con chip Snapdragon 855. Thì combo đầu tiên là mình thấy là rất là hợp lý. Combo thứ hai thì sao? AUZi Phone 2 là một sản phẩm chơi game tốt nhất. Đấy. Nhưng mà với iPhone 8 quốc tế thì chúng ta sẽ có một số những sự lăn tăn chẳng hạn. Ví dụ như là chúng ta cần một cái camera nó đủ đẹp như iPhone XS Max Lock hoặc là đẹp như K20 Pro thì cái AUZi Phone 2 kia nó lại không đáp ứng được để mà thay thế cho iPhone 8 quốc tế. Đấy, Mi Band 4 thì là đều chung cả rồi nhá. Nếu mà là cá nhân mình ý, thì mình sẽ nghiêng nhiều hơn về cái combo đầu tiên hơn. Bởi vì là nếu mà AUZi Phone 2 chỉ có khi nào mà mình phải chỉ quan tâm đến vấn đề chơi game cơ thì anh lựa chọn vấn đề đó. Còn AUZi Phone 2 thì mình sẽ không nghiêng tới ở đây. Mình sẽ lựa chọn combo đầu tiên hơn. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Lê Tư Duy. Bạn hỏi là: em chào anh Dương, chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe, thành công trong công việc. Cảm ơn bạn. Em có tầm 4,5 triệu thì nên mua máy nào, đang phân vân giữa Samsung Galaxy S8 Nhật. Bây giờ em đi làm nên là cần điện thoại pin trông một tí, thi thoảng cũng chơi game nhẹ với xem YouTube. Chip là phải 835, pin là 3.300 đổ lên, màn hình 2K, có sạc nhanh, hỗ trợ cập nhật phần mềm trong khoảng 1 năm nữa. Mong anh đọc bình luận và tư vấn giúp em với, em cảm ơn. Với yêu cầu này của bạn ấy thì thực ra là bây giờ mình sẽ không lựa chọn Galaxy S8 Nhật nữa, bởi vì là mình sẽ thấy có một cái sự lựa chọn thay thế đó nó nhỉnh hơn đấy. Đó chính là chiếc điện thoại XZ Premium. XZ Premium thì hiện tại Clickbuy đang bán nó với mức giá cũng loanh quanh tầm khoảng 4,5 triệu thôi. Nó cũng chạy chip 835, pin cũng loanh quanh tầm khoảng trên dưới 3.300. Đấy, màn hình thì thậm chí là màn hình 4K, có hỗ trợ sạc nhanh và có hỗ trợ cập nhật phần mềm ít nhất cho bạn trong vòng 1 năm nữa. Đây là XZ Premium mà. Đấy thì cái sản phẩm đó mình sẽ lựa chọn hơn. Tại sao lại như thế? Bởi vì là nó có 2 SIM bạn ạ. 2 SIM là một điều rất quan trọng đấy. Chúng ta lựa chọn S8 Nhật chúng ta cũng được rất nhiều thứ ngon. Đúng, mình công nhận là S8 Nhật là rất nhiều thứ ngon. Và nếu mà sử dụng thì chúng ta hỏng hóc thì nhiều linh kiện thay thế hơn là cái con XZ Premium đấy. Nhưng mà chúng ta phải đánh đổi, đã là hàng Nhật mà lại là S8 Nhật thì lại chỉ có 1 SIM mà thôi, chứ lại không có 2 SIM. Nếu mà bạn muốn lên S8 Hàn chúng ta sẽ có 2 SIM, nhưng mà hai cái đánh đổi, thứ nhất là giá sẽ phải cao hơn và thứ hai nữa là hiệu năng thì lại không thể được bằng con chip 835 được. Đấy là mình nghĩ là lựa chọn mua cái sản phẩm XZ Premium sẽ là sự lựa chọn hợp lý nhất, bởi vì nó có 2 SIM. Chứ còn nếu mà bạn vẫn cứ nghiêng về vấn đề 1 SIM đi thì thậm chí là bây giờ mình có thể tư vấn cho bạn cái con LG G7, nó lại còn tốt hơn cả Galaxy S8 cơ. Nó thậm chí là chip 845, màn hình vẫn là màn hình 2K, có hỗ trợ sạc nhanh, hỗ trợ cập nhật phần mềm sẽ lâu hơn là S8 Nhật đấy. Và pin của nó thì lại ở mức độ bình thường thôi, cũng giống như S8 Nhật thôi, pin tầm khoảng 3.000 thôi. Đấy. Thì mình nghĩ là bạn có thể lựa chọn một trong hai cái sản phẩm đó để thay thế cho S8 Nhật. Mà mình nhớ là không lầm là S8 Nhật bây giờ Clickbuy họ cũng hết hàng rồi thì phải. Rồi chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Lạc Đà Phê Đá. Bạn ấy hỏi là Samsung Galaxy Note 9 cũ có thông tin nói về việc chống nước của nó sẽ không tốt bằng điện thoại mới, mặc dù còn zin chưa sửa chữa. Anh giải thích chi tiết hộ em và tư vấn cho em chỗ bán điện thoại cũ uy tín được hay không. Cảm ơn anh, mong có câu trả lời trực tiếp sớm nhất từ anh. Rất là đơn giản thôi. Kể cả hàng cũ thì chắc chắn 100% là nó sẽ chống nước không thể bằng hàng mới được rồi. Làm gì có chuyện là hàng cũ mà lại chống nước bằng hàng mới được, đấy đều chắc chắn không có. Đấy, còn cái chuyện giả sử như nó không có chống nước ấy, thì chúng ta cũng phải để ý xem. Đấy, và cái quan trọng nhất là cửa hàng họ sẽ đảm bảo cho bạn là thiết bị còn chống nước hay không. Nhưng mà kể cả có chống nước đi chăng nữa thì hãng cũng sẽ không bảo hành cho các bạn vấn đề chống nước, và cửa hàng cũng sẽ không bảo hành cho các bạn. Đấy, nếu các bạn bị vào nước, mặc định là các bạn sẽ bảo hành mất tiền. Đấy, và mất rất nhiều tiền chứ không phải mất ít tiền đâu. Bởi vì vào nước rồi không chỉ ảnh hưởng đến màn hình đâu, nó còn ảnh hưởng đến chập điện IC rồi hệ thống điện ở trong điện thoại nữa, nên là nói chung là điện thoại mà vào nước là hơi căng đấy. Đấy nên là mình nghĩ là Note 9 cũ không cần lo lắng vấn đề gì. Quan trọng nhất là chúng ta đến cửa hàng, chúng ta cầm cái điện thoại lên, chúng ta test áp suất ở trên Galaxy Note 9, cảm thấy ổn thì chúng ta mua, còn cảm thấy không yên tâm thì chúng ta mua hẳn hàng mới cho yên tâm. Đó. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Huy Hoàng Lê. Bạn hỏi là: anh ơi, em có khoảng 3,5 triệu đến 3,8 triệu. Theo anh nên mua máy gì? Nhu cầu của em là màn hình đẹp HD cộng trở lên, pin ổn, chơi được game PUBG liên quân 2 năm nữa, camera đẹp, có xóa phông, pin trên 3.500, dễ sửa chữa, dễ kiếm phụ tùng. Em đang phân vân giữa Realme X Lite, Realme 5 Pro, Redmi Note 7. Theo anh thì nên mua con nào và trong thời gian đó có con nào ngon hơn không? Hàng mới nhé. Ok, bạn đã yêu cầu hàng mới rồi. Thì trong tất cả các yêu cầu này các bạn thì mình thấy là như này: camera đẹp, có xóa phông thì tất cả 3 camera này đều ở mức độ ổn đấy. Còn có xóa phông thì đều có xóa phông cả. Nhưng mà đẹp nhất sẽ là Realme 5 Pro, tiếp đến sẽ là Realme X Lite và cuối cùng sẽ là Redmi Note 7. Pin trên 3.500 thì cả 3 con này đều có pin 4.000 và đều là pin rất trâu. Dễ dàng sửa chữa thì con Redmi Note 7 lại là dễ dàng sửa chữa nhất bởi vì nó tìm kiếm nhiều linh kiện nhất. Thứ hai sẽ là con Realme X Lite, cũng rất dễ dàng sửa chữa bởi vì sao? Bởi vì là nó có cái phiên bản hàng chính hãng, đó là Realme 3 Pro. Các bạn hình dung được không? Realme 3 Pro có hàng chính hãng, vậy linh kiện sửa chữa có thể lắp sang từ con này sang con kia là giống hệt nhau. Đấy, dễ tìm kiếm phụ tùng thì con Redmi Note 7 với cả con Realme X Lite sẽ là dễ dàng tìm kiếm nhất. Còn còn khó sửa chữa với cả khó tìm kiếm linh kiện nhất bây giờ lại là con Realme 5 Pro. Đó. Vậy là trong cái tầm giá đó thì quên mất, còn chip ổn, chơi được game liên quân chứ. Thì thực ra là trong phân khúc hàng mới thì bạn chỉ có thể lựa chọn chip 710 là tốt nhất thôi. Đúng rồi, 710 thôi. Vậy là con Realme X Lite là nằm ở trong cái tầm giá này rồi. Đấy, còn con Realme 5 Pro thì nó lại chip 712, chơi game cũng tốt. Đấy, nhưng mà nếu mà xét trên tất cả các cái tiêu chí này của bạn lại còn một mức giá rẻ hơn nữa thì mình nghĩ là bạn nên lựa chọn Realme X Lite sẽ là sự lựa chọn hợp lý bây giờ. Còn sau này khi mà Realme 5 Pro giảm giá xuống thì mới cả máy nó về nhiều hơn, linh kiện nó tìm kiếm dễ dàng hơn và dễ dàng sửa chữa, tìm kiếm phụ tùng hơn ý, thì chúng ta sẽ lựa chọn Realme 5 Pro. Đấy, hiện tại thì bây giờ mình nghĩ là Realme X Lite sẽ là toàn diện với nhiều yếu tố của bạn hơn. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Minh Nguyễn. Bạn hỏi là iPhone XR Lock 99% có tốt hay không? Em đang phân vân giữa XR Lock và iPhone 8 Plus Lock với nhu cầu là chơi game, Facebook, chụp hình, máy nào tốt nhất ạ? Và với 12 triệu ngoài hai máy trên thì có con iPhone nào khác hay không? Em cũng nghĩ đến việc đợi Note 10 cũ rồi mua, nhưng mà rất nghiêng về iPhone. Nên lựa chọn cái nào? Mong anh trả lời. Với tất cả các yêu cầu này các bạn thì mình thấy là như này: chơi game chắc chắn là XR sẽ tốt hơn là iPhone 8 Plus Lock rồi. Facebook thì 8 Plus Lock sẽ cho những trải nghiệm màn hình tốt hơn để các bạn có thể lướt Facebook đẹp hơn đấy. Chụp hình thì XR Lock sẽ chụp hình với camera chính tốt hơn. Đấy, nhưng mà iPhone 8 Plus thì sẽ có cái camera tele và cũng hỗ trợ xóa phông, nó cũng sẽ ngon hơn. Đấy, các bạn cũng phải phân vân xem. Còn máy nào tốt hơn trong hai máy này thì mình sẽ nghiêng hơn nhiều về XR Lock hơn. Đấy, bởi vì cả vấn đề về hiệu năng nữa và vấn đề về pin nó cũng sẽ trâu hơn. Mình sẽ lựa chọn XR Lock thay vì lựa chọn mua iPhone 8 Plus Lock. Còn bạn không nên đợi Note 10 cũ đâu, mà mình khuyên bạn là trong tầm giá 12 triệu bạn nên lựa chọn mua luôn cái con Samsung Galaxy S10 Plus cũ đang được bán tại Clickbuy. Nếu mà S10 Plus so sánh sang với cả iPhone XR Lite ấy thì thiết kế S10 Plus hơn này, màn hình S10 Plus cũng hơn. Hiệu năng thì nếu bạn lựa chọn phiên bản chip 855 thì hiệu năng cũng xem với nhau thôi. Đấy, camera thì sao? Camera thì S10 Plus chắc chắn là sẽ ngon hơn. Thời lượng sử dụng pin S10 Plus cũng sẽ nhỉnh hơn, hỗ trợ sạc nhanh hơn, loa ngoài nghe hay hơn. Đấy, nghe qua tai nghe có rắc cắm, tai nghe 3,5mm nghe cũng tốt hơn. Đấy, vân vân và vân vân. Thì mình nghiêng nhất về Galaxy S10 Plus, lại còn không phải là hàng lắp nữa, không có lắp lép gì hết. Và nếu mà bạn chấp nhận hy sinh một chút về mặt hiệu năng, bạn sử dụng chip Exynos là bạn lại có 2 sim cơ, cái điều mà XR Lite không có. Đấy, nên là mình nghiêng nhất về Galaxy S10 Plus hơn là iPhone XR Lite với cả iPhone 8 Plus Lite. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Ken Đức. Bạn hỏi là: cháu chào chú, cho cháu hỏi, có nhiều người bảo iPhone XS Max bị khai tử thì có phải hay không? Bị khai tử ở đây là dừng sản xuất thôi chứ không phải là bị khai tử về mặt phần mềm, và nó vẫn còn hỗ trợ phần mềm, bạn yên tâm nhé. Còn cho cháu hỏi bây giờ mà mua iPhone XS Max cũ thì có thể dùng được 3 đến 4 năm hay không? Mong chú tư vấn, cháu cảm ơn. Hoàn toàn có thể được. Chúng ta cứ xét trên cái tham chiếu là bao nhiêu năm nữa nó sẽ không được cập nhật phần mềm nữa, và đến khi nó không được cập nhật phần mềm nữa thì nó mới chính thức bị khai tử. Thì năm nay là iPhone 6 với 6 Plus này. Đấy, năm sau thì sẽ là iPhone 6s, 6s Plus, năm sau nữa sẽ là 7, 7 Plus. Tiếp theo nữa là 8, 8 Plus là iPhone 10. Tiếp theo nữa mới là iPhone 10s, 10s Max và 10R. Đấy, vậy là còn 4 năm nữa các bạn yên tâm. 4 năm nữa mới không được cập nhật lên nên là không phải lo lắng cái gì cả. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Lợn đây. Bạn hỏi là Chào chú Dương, cháu đang có 8 triệu muốn mua một con máy, nhu cầu của cháu là chơi PUBG và chơi một số game nặng, pin trên 3.500, màn hình Full HD+, chip trên 710 và không LG Oppo. Mong được lên sóng. Cháu cảm ơn chú, mong chúc chú một buổi tối vui vẻ. Thực ra là trong cái tầm giá 8 triệu này bạn đã có thể mua được những sản phẩm rất là ngon rồi. Ví dụ như là tầm khoảng 7 triệu thôi là bạn đã có thể mua được cái con Redmi K20 Pro rồi. Đấy, chơi game siêu nặng bây giờ hoàn toàn được, bởi vì chip nó là chip 855 mà. Đấy, pin là 4000 rồi, màn hình Full HD rồi, chip thì chắc chắn là ngon hơn chip 710 rồi. Đấy, nhưng mà ở đây bạn lại đưa ra cái tầm giá 8 triệu này thì mình nghĩ là bạn đang nghiêng tới hàng chính hãng nhiều hơn. Thì hàng chính hãng ấy bạn có thể lựa chọn Xiaomi Mi 9T. Đấy, Mi 9T thì chơi game nặng vẫn ngon bởi vì chip nó chip 730 này, pin là 4000, màn hình Full HD cộng rồi và chip là chip 730 thì trên 710 rồi, và nó cũng là không Oppo với không LG, nó là Xiaomi. Đó, và đó là hai sản phẩm mà mình nghĩ là sẽ phù hợp nhất với bạn lợn đây. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay. Câu hỏi đến từ bạn Tài Tỏi. Bạn hỏi là mình đang dùng iPhone 5 được 3-4 năm rồi, bây giờ muốn lên iPhone 7 thì mọi người thấy như thế nào? Có đáng để lên iPhone 7 hay không? Vì mình quen dùng iOS, thích máy nhỏ. Ai đang dùng cho mình xin một vài lời khuyên với. Mình đang dùng quen, một ngày sạc pin 2-3 lần rồi nên là không ngại còn pin yếu, cảm ơn. Thực ra không cần phải mọi người khác khuyên đâu. Mình đây, mình đang dùng iPhone 7 này, iPhone 7 đang thu âm cho các bạn này, các bạn nhìn không? Đó, để cho bạn xem cho nó rõ ràng luôn. Thì iPhone 7 bây giờ trong quá trình mình sử dụng iPhone 7 mình cảm thấy vẫn bình thường. Nhưng mà có một số những cái tác vụ mà nó đã trở nên chậm rồi. Ví dụ như là YouTube này, Chrome này, Facebook này, nó đã chậm hơn rồi. Đấy, chơi game thì load game là tương đối chậm, nhưng mà vào được game rồi thì chơi lại tương đối mượt. Đấy, đây là một số những điểm mà chúng ta cần phải để ý đến iPhone 7. Nhưng mà iPhone 7 được cái là nó sẽ có iMessage, có FaceTime, rồi là có thu âm rất là ngon. Đấy, dơ lên phát chụp ảnh được ngay, nhỏ gọn, dễ đút túi quần. Và bạn đang từ iPhone 5 lên iPhone 7 thì mình cảm thấy rất là bình thường, cảm thấy ngon luôn đấy. Bởi vì là những cái trải nghiệm của iPhone 5 bây giờ nó lag và giật rồi, tự nhiên bạn lên một cái sản phẩm nó tốt hơn hẳn so với iPhone 5 thì bạn sẽ không cảm thấy khó chịu. Đấy, nếu mà người nào ấy, mà người ta đang sử dụng những cái sản phẩm cao cấp kiểu như là Galaxy S10, S10 Plus chẳng hạn, xong tự nhiên người ta xuống iPhone 7 người ta sẽ có một cái cảm giác hơi hụt hẫng. Chứ còn bạn từ iPhone 5 lên iPhone 7 thì hoàn toàn bình thường, và thậm chí là còn ngon nữa, mà mình nghĩ là bây giờ là thời điểm cũng tốt để cho bạn có thể mua iPhone 7 được rồi. Ít nhất iPhone 7 còn được hỗ trợ trong vòng 2 đến 3 năm nữa. 2 năm nữa, xin lỗi, 2 năm nữa, nên bạn yên tâm, 2 năm nữa mới bị khai tử cơ, nên là không phải quan trọng. Đấy, còn pin, bạn đã quá quen với việc ngày sạc pin 2-3 lần rồi thì lại càng không phải thành vấn đề khi bạn mua iPhone 7. Chốt hạ lại iPhone 7 sẽ là sản phẩm dành cho bạn. Và như vậy là câu hỏi của bạn Tài Tỏi, cũng là câu hỏi cuối cùng kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.